Hello mọi người, hôm nay thì mình sẽ test vũ khí cận chiến mới. Cái này là tên của nó, mình dịch theo chị Google Translate, đó chính là Lai Đua gì gì đấy. Mình cũng không nhớ tên nó là gì, chỉ biết nó là hàng free, thế thôi. Rồi, nãy vừa vào thấy thanh niên level 100. Ủa, level 100 này. Mày cầm cái kiếm gì đấy? Kiếm kỵ sĩ á. Ôi, thôi xong rồi. Chơi thì ai chơi? Người ta đang cầm vũ khí free. Nó cầm vũ khí ngon nhất. Mày cầm gì đây? Kiếm kỵ sĩ à? Ok. Được 3 kill rồi. Ngọt sớt à. Rồi gì đây? Mày level 100 này. Nghĩ gì? Ôi. Hay lắm DM. Mình tính. Đây rồi, kiếm kỵ sĩ này. Mày cái thằng gì ăn là phải ăn trước. Multi nào. Bình tĩnh con lợn này. Tiếp theo, thằng tiếp theo. Ôi, mày quay lại này. Rồi level 100. Kìa sau lưng. Nghĩ gì? Ôi, thằng nào nó cắn trộm. Rồi ơi. Thằng khốn nạn này, nó cắn trộm sau lưng. Mất dạy vừa lới. Vâng. Mèo mả gà đồng này. Rồi xong rồi. Đấy, người ta đang mèo mả gà đồng với nhau. Mình tự dưng vào xíu vào là kiểu gì cũng sấp mặt. Vâng, cách tốt nhất để ăn được chúng nó là nên móc đít từ phía sau thôi, không nên lao vào can thiệp làm gì. Vâng, đánh nhau thì mặc kệ chúng nó. Gì đây? Lại cái thằng cắn trộm. Mày chém linh tinh cái gì ấy? À, chém thường này. Gì đây? Úi dồi ôi, chém vít hay lắm DM. Thôi. Bình tĩnh. Kinh vậy ba. Cầm xẻm vip với làm lắm sát khí. Kiểu bố mày cân tất ý. Vâng. Ghê thật. Đùa IAS này. Rồi thằng xẻng này. Level 100 này. Ủa, xong cầm hẳn xẻng vip luôn. Xẻng thường này. Thôi bình tĩnh. Không chơi. Bọn này đông quá. Nhảy tung tăng lại lao vào mồm chúng đó. Ôi, sao lại xẻng vip lại chết đấy nhở? Thật là hư cấu. Ê, chứ nhầm xẻng vàng chứ. Mình nói hơi bị sai. Rồi, bình tĩnh nào. Làm gì mà căng vậy? Nó cầm cái gì vậy? Kiếm vàng à? Ôi, xẻng phiên bản kiếm vàng. Khốn nạn thật, nó chém một phát chết hai thằng. Hư cấu. Mày rìu này. Nghĩ gì? Bố mày lát thôi. Đấy, nhìn cái ping này. Lát mình sẽ nhảy ra và chỉnh qua 3G chơi cho nó phê. Chơi wifi ping cao quá. Mình cứ tưởng chém chết thằng này cơ. Rồi, cái thằng xẻng là mình ăn không được. Cố lên, mình sẽ lấy cái top 1 nào. Top 1 đầu tiên cho nó chất. Phát sau thì không cần thì cũng không sao. Đây là vũ khí free đầu tiên mà anh em bảo nó rất là ngon. Đấy, phải gọi là ngon hơn cả VIP. Mình thì mình nghe bảo thế thôi. Khi mà mình cầm lên tay thì mình cũng xác nhận là nó ngon hơn VIP thật. Tại vì nó chém rất là mạnh. Và rất là dễ chém. Đấy. Bình tĩnh xem nào. Ủa, ghê vậy ba. Này thì ghê này. Đấy, chỉ cần ăn một phát thôi. Không có cái vụ mà 80 hay là 90 tiết. Nó phải chết luôn cơ. Đấy, nó là mệnh. Này thì đổi qua rìu vip nó cũng chết thôi. Thế tuy nhiên là level 100 đang lép vế. Vâng, thật là khó hiểu. Ôi, chỉ một hai mạng nữa thôi, cố lên. Mình sẽ lấy cái top 1. Anh em đâu bơi hết vào đây. Ôi, gặp thằng ngồi, hên quá. À, con lợn này mày cầm. Level 100 lại đây, bút kill cho mình nào. Lại đây. Lao vào mồm bố mày này. Mày rìu vip này. Nghĩ gì? Vũ khí này ngon lắm nhá, đừng đùa. Vâng, chết khá là nhiều. Phòng này gặp toàn thứ nguy hiểm không à. Xẻng vip, rìu vip các kiểu. Để mình ra mình đổi lại mạng 3G bắn. Chết nhầm. Chém cho nó phê. Đấy, các bạn thấy ping nó thấp không ạ? Mình không cần dùng app giảm ping. Chỉ cần một cái sim 3G Viettel là các bạn có thể giảm ping thành công. Đấy, các bạn cần phải có tiền và đăng ký 3G nữa, chứ không phải cần mỗi cái sim không thì cạp sim ăn à. Mày nghĩ gì? Úi hồi, 3 kêu rồi, mua tí nào. Rồi, chém đúng không chết. Hai. Mày chém thường này. Cái vũ khí này chém thường nó không thích bằng chém đặc biệt. Ô mày chém thường. Thôi. Ai nồi, chơi chém thường. Bây giờ cầm quắm nó dị vãi nồi anh em ạ. Nó chỉnh lại cái skin cầm quắm mắc chất luôn. Gì này? Mày thích cua với bố mày à? Đấy. Đối với cái vũ khí này thì bay nhảy nó không có tác dụng gì nhiều đâu. Một phát là chết mà, nó rất là mạnh. Hai bé luôn. À, sẻng VIP này. Cái này nếu mà chơi biết đường cũng có thể cân được sẻng đấy. Nhưng mình thì mình không chơi biết đường. Thế thôi. Vâng. Mới test cận chiến một tí thôi. Cái này mà chơi chuyên một tí thì nó bá lắm. Bình tĩnh xem nào. Thằng này còn một tí máu ấy. Chém thường này. Chít trà bị trời ơi. Hay lắm. Thôi mình sẽ không nghịch chém thường nữa. Khó mà. Chém thường khó chơi hơn là chém đặc biệt. Bình thường người ta chém đặc biệt dễ hơn. Khó hơn. Mà cái này ngược đời. Một pha clear team mắc đơn giản. Chỉ cần clear 2 thằng là clear team mà. Mày lượn vào đây là con lợn này. Ôi, đấy các bạn thấy chưa? Bay nhảy nó không có tác dụng nhiều. Đối với những cái vũ khí free khác thì mình bay nhảy nó chỉ cần cấu 80 mấy hoặc 90 mấy tiết thôi. Nhưng đối với cây này thì việc bay nhảy nó không có tác dụng nhiều. Nó y như là sẻng VIP vậy. Đập một phát là chết rồi. Đấy, nên gặp cái thằng nào mà thích bay nhảy như mình ấy thì nó không có tác dụng nhiều. Gì đây? Úi dồi ôi. Bình tĩnh xem nào. Chém thương cái ghê vậy ba. Vâng mày. Sẻng VIP này chưa? Nãy giờ chưa ăn được thằng sẻng VIP nào. Toàn bị nó đập sấp mặt lờ thôi. Kinh vãi. Cái đoạn mình test thì mình ăn được sẻng VIP. Bây giờ ăn không được chứ gặp thằng gà. Bình tĩnh nào. Bình tĩnh xem nào. Tí đâu. Bơi hết vào đây. Ủa, mình chưa gặp cái vũ khí free nào mà nó mạnh như này. Bá thật. Mình thích nhất là cái quả mà bay nhảy mà không né được. Với lại chém mắc ảo nhá. Nó chém mắc xa luôn. Hay là một vũ khí mới nó fix như thế ta. Chơi rất là đá tay. Vâng, trừ sẻng VIP ra thì cây này cũng bá gần bằng. Vâng, nó cân tất luôn. Chả sợ bố con thằng nào. Chỉ sợ mỗi sẻng thôi. Mình thì cái tên mình không ăn được sẻng. Sẻng nó mạnh quá cơ. Sẻng đập như tốc độ bàn thờ ấy kia. Bảo thằng nào chơi được. Nếu mà gặp cái thằng mà đập biết đường ấy, nó bá lắm. Rồi kết thúc nào. Đơn giản thế. Phòng này dễ nhở. Vâng. Thằng này vừa ăn được sẻng VIP à. Ghê đấy. Vâng, ăn nốt một thằng cho nó nhanh đi. Ok, mình sẽ kết thúc clip tại đây. Các bạn xem đến thấy hay thì đừng quên like và subscribe kênh của mình nha. Bye bye các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau. Bye bye mọi người. Vâng, vũ khí VIP mà ngon vãi nồi.